Good morning. Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã trở lại để mình học tiếp tục bài học số 9 nói về anh chị em. Và chính là ở đây mình học về gia đình và cách xưng hô của ông bà và cháu. Tên tôi là Andrew, Fiona là vợ tôi. Kevin là con trai của chúng tôi và Annie là con gái của chúng tôi. My name's Andrew. Fiona's my wife. Kevin's our son and Anne's our daughter. My name's Andrew. Fiona's my wife. Kevin's our son and Anne's our daughter. My name's Andrew. Fiona's my wife. Kevin's our son and Anne's our daughter. Tên tôi là Fiona. Andrew là chồng tôi. Anne và Kevin là con của chúng tôi. My name's Fiona. Andrew's my husband. Anne and Kevin are our children. My name's Fiona. Andrew's my husband. Ann and Kevin are our children. My name's Fiona. Andrew's my husband. Ann and Kevin are our children. Tên tôi là Kevin. Andrew là cha tôi. Và Fiona là mẹ tôi. Ann là em gái của tôi. My name's Kevin, and my father, and Fiona's my mother, and my sister. My name's Kevin, and my father, and Fiona's my mother, and my sister. My name's Kevin, and my father, and Fiona's my mother, and is my sister. Tên tôi là Anne. Kevin là anh trai của tôi. Fiona và Andrew là cha mẹ của tôi. Tôi gọi họ là mẹ và bố. My name's Anne. Kevin's my brother. Fiona and Andrew are my parents. I call them mom and dad. My name's Anne. Kevin's my brother. Fiona and Andrew are my parents and I call them mom and dad. My name's Anne. Kevin's my brother. Fiona and Andrew are my parents. I call them mom and dad. Đàn ông. Đàn ông là man. Man. Man là một người đàn ông. Những cậu bé là boys. 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 Người chồng người chồng là husband 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 đàn bà một người đàn bà woman 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 các cô gái girls 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 người vợ người vợ là wife 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 con trai con trai là son 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 anh trai em trai là brother 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 con gái con gái là daughter 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 chị gái em gái sister 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 đứa trẻ một đứa trẻ child 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 bọn trẻ children, children, children. andrew la gongra fiona. andrew is fiona's husband. andrew is fiona's husband. andrew is fiona's husband. kevin la trai của andrew. kevin is andrew's son. kevin is andrew's son. Kevin is Andrew's son. Fiona là mẹ của Kevin. Fiona is Kevin's mother. Fiona is Kevin's mother. Fiona is Kevin's mother. Anne là con gái của Fiona. Anne is Fiona's daughter. 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 Andrew là cha của Anne. Andrew is Anne's father. Andrew is Anne's father. Andrew is Anne's father. Anne là em gái của Kevin. Anne is Kevin's sister. Anne is Kevin's sister. Anne is Kevin's sister. Is Kevin's sister. Andrew và Fiona là cha mẹ của Kevin and Anne. Andrew and Fiona are Kevin's and Ann's parents. Andrew and Fiona are Kevin and Anne's parents. Andrew and Fiona are Kevin and Anne's and parents. Andrew like Jago Kevin. Andrew is Kevin's father. Andrew is Kevin's father. Andrew is Kevin's father. Fiona là vợ của Andrew. Fiona is Andrew's wife. Fiona is Andrew's wife. Fiona is Andrew's wife. Kevin là con trai của Fiona. Kevin is Fiona's son. Kevin is Fiona's son. Kevin is Fiona's son. Kevin is Fiona's son. Anne là con gái của Andrew. Anne is Andrew's daughter. Anne is Andrew's daughter. Anne is Andrew's daughter. Kevin là anh trai của Anne. Kevin is Anne's brother. Kevin is Anne's brother. Kevin is Anne's brother. Anne và Kevin là con của Andrew và Fiona. Anne and Kevin are Andrew and Fiona's children. Ann and Kevin are Andrew and Fiona's children. Ann and Kevin are Andrew and Fiona's children. Ông nội hoặc là ông ngoại đều gọi là Grandfather. 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 Bà ngoại hoặc là bà nội đều gọi là Grandmother. 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 Ông bà grandparents 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 cháu trai grandson 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 cháu gái granddaughter 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 cháu cháu là grandchildren 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 Gary Va Mary La Kevin và Anne. Gary and Mary are Kevin and Anne's grandparents. Gary and Mary are Kevin and Anne's grandparents. Gary and Mary are Kevin's and Anne's grandparents. Gary bao nhiêu tuổi? How old is Gary? How old is Gary? How old is Gary? Anh ấy 64 tuổi hoặc là ông ấy 64 tuổi. He's 64. He's 64. He's 64. Công việc của Fiona là gì? What is Fiona's job? What is Fiona's job? What is Fiona's job? Cô ấy là cô giáo. She's a teacher. She's a teacher. She's a teacher. Fiona bao nhiêu tuổi? How old is Fiona? How old is Fiona? How old is Fiona? Cô ấy 40 tuổi. She's 40. She's 40. She's 40. Công việc của Andrew là gì? What is Andrew's job? What is Andrew's job? What is Andrew's job? Is Andrew's job? Anh ấy là bác sĩ. He's a doctor. He's a doctor. He's a doctor. Anne có phải là một nhạc sĩ giỏi không? Is Anne a good musician? Is Anne a good musician? Is Anne a good musician? Phải cô ấy là một nhạc sĩ giỏi. Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. Kevin bao nhiêu tuổi? How old is Kevin? How old is Kevin? How old is Kevin? Cậu ấy 16 tuổi. He's 16. He's 16. He's 16. And bao nhiêu tuổi? How old is Anne? How old is Anne? How old is Anne? Cô ấy 14 tuổi. She's 14. She's 14. She's 14. Tôi là Mary và đây là Gary chồng tôi. I'm Mary and this is Gary my husband. I'm Mary and this is Gary my husband. I'm Mary and this is Gary my husband. Chồng cô ấy tên là Andrew và anh ấy là bác sĩ. Her husband's name is Andrew and he's a doctor. Her husband's name is Andrew and he's a doctor. Her husband's name is Andrew and he's a doctor. Đây là hai đứa con của họ, cháu của chúng tôi. These are their children, our grandchildren. These are their children. These are their two children, our grandchildren. These are their two children, our grandchildren. Tôi nghĩ đó là một bức ảnh rất đẹp. I, it's a very nice photo, I think. It's a very nice photo, I think. It's a very nice photo, I think. Đây có phải là từ điển của bạn không? Is this your dictionary? Is this your dictionary? Is this your dictionary? This your dictionary? Họ không ở với cha mẹ của họ. They on with the parents. They on with the parents. They on with the parents. Đây là con chó của chúng tôi. Tên của nó là Prince. This is our dog. His name is Prince. This is our dog. His name is Prince. This is our dog. His name is Prince. Bạn tôi Tammy đến từ thành phố của bạn. My friend Tammy is from the city. My friend Tammy is from the city. My friend Tammy is from your city. Bây giờ bạn có ở nhà anh ấy không? Are you at his house now? Are you at his house now? Are you at his house now? Anh trai cô ấy là một nhạc sĩ. Nhưng cô ấy thì không. Her brother's a musician, but she isn't. Her brother's a musician, but she isn't. Her brother's a musician, but she isn't. Lucas là anh hoặc là em trai của tôi. Đây mình có thể nói là Lucas là anh trai của tôi hay là Lucas là em trai của tôi. Lucas is my brother. Lucas is my brother. Lucas is my brother. Anh ấy hoặc là cậu ấy bao nhiêu tuổi? How old is he? How old is he? How old is he? Anh ấy hoặc là cậu ấy 32 tuổi. He's 32. He's 32. He's 32. Công việc của anh ấy là gì? Công việc của cậu cậu ấy là gì? What's his job? What's his job? What's his job? Anh ấy là một người quản lý. Cậu ấy là một người quản lý. He's a manager. He's a manager. He's a manager. Anh ấy đã kết hôn chưa? Cậu ấy đã kết hôn chưa? Is he married? Is he married? Is he married? Vâng. Anh ấy đã kết hôn. Vâng, cậu ấy đã kết hôn. Yes, he's married. Yes, he's married. Yes, he's married. Yes, he's married. Lucas là anh trai của Paul. Anh ấy 32 tuổi và anh ấy là quản lý. Anh ấy đã kết hôn và có hai con gái. Lucas is Paul's brother. He's 32 and he's a manager. He's married and has two daughters. Lucas is Paul's brother. He's 32 and he's manager. He's married and has two daughters. Lucas is Paul's brother. He's 32 and his manager. He's married and has two daughters. Đây là những đề nghị. Nếu mình có chữ I, you, we và they thì mình xài chữ have. have còn nếu mà he, she và it thì mình sẽ xài chữ has, has, has. I, you, we và they là have. Have you eat? Have you eat? Còn she, he và it thì xài chữ là has has she eat. Hôm nay mình đã học xong bài học số 9. Hẹn các bạn vào bài học số 10. Cảm ơn các bạn. Thank you. Have a good one. Bye bye.